Nam Phương là single mom mà không lấy chồng. Có sợ dị nghị hay không? Nói thật với em nhé, nếu sợ dị nghị thì cô sợ mấy chục năm trước cơ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cô nó rất là đặc biệt, bạn ấy rất là khác biệt. Bây giờ có lo cũng chả được cái gì cả. Thế hôm chủ nhật vừa rồi cô dẫn các chị em trong lớp học nhảy Thanh Xuân ra cái khu vực Phú Mỹ Hưng rất là đẹp để quay video mặc áo dài xuân Tết đến đấy. Thế là xong rồi khi mà quay xong cũng có hai cô đứng xem bọn cô quay. Xong rồi khi nói chuyện hỏi là nghe nói là chị mới có cháu ngoại, xong rồi cô cũng trả lời. Xong hỏi thế nhưng mà ông xã cháu thì làm cái gì? Dạ không, con của mình là single mom, thụ tinh nhân tạo, không có lấy chồng. Xong cô bảo thế chị cũng đồng ý à? Đồng ý chứ, mình rất là vui. Tại vì các bậc phụ huynh bây giờ là phải thoải mái. Quan trọng là đứa con mình á, nó sống được cái cuộc đời của nó, nó có vui không, nó có hạnh phúc hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chồng hay con cái đó bạn ấy tự quyết định, cô đâu có quyền quyết định vào cái cuộc sống đâu. Xong rồi hai cô kia nói trời ơi chị đúng là bà mẹ hiện đại, mà cô cũng thấy thế.